vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngày này năm xưa hôm nay, chương trình ngày 27 tháng 7. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thương binh liệt sĩ, những người con anh dũng đã cống hiến trọn tuổi xuân, để lại một phần cơ thể và sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình trên chiến trường để đổi lại nền hòa bình, tự do cho dân tộc. Chương trình hôm nay cũng xin được mở đầu với sự kiện lịch sử, ngày kỷ niệm có ý nghĩa to lớn này. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã tập hợp tại Đại Từ, Thái Nguyên để bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một ngày làm ngày thương binh. Sau khi cân nhắc về nhiều mặt, hội nghị đã nhất trí đề nghị Trung ương Đảng lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày thương binh toàn quốc. Chiều ngày 27 tháng 7 năm 1947, một cuộc meeting quan trọng tổ chức tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên có 2.000 người tham gia. Ban tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc đã trịnh trọng đọc thư của Hồ Chủ tịch. Trong thư, người cho biết đã ủng hộ một chiếc áo lụa của hội phụ nữ gửi biếu người, một tháng lương và một bữa ăn trưa của các nhân viên trong phủ chủ tịch. Từ năm 1947, Ngày Thương binh đã được tổ chức trọng thể thường kỳ hàng năm. Sinh thời năm nào vào dịp này, Hồ Chủ tịch cũng đều có thư và quà gửi cho anh em thương binh và các gia đình liệt sĩ. Tháng 7 năm 1954, sau thắng lợi Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà nước đã quan tâm giải quyết vấn đề liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và công tác thương binh. Trên ý nghĩa đó, từ năm 1955, Ngày Thương binh Toàn quốc được đổi tên thành Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù lấp được. Những người thương binh mang theo cơ thể không lành lặn trở về với cuộc sống mưu sinh thường ngày. Những người mẹ, cả cuộc đời tiễn chồng con ra trận, để đến khi chiến tranh kết thúc lại tiếp tục thờ chồng, thờ con. Đất nước biết ơn họ, mỗi người Việt Nam biết ơn họ. Ngày 27 tháng 7 trở thành ngày để tôn vinh, đồng thời cũng là ngày nhắc nhở mỗi chúng ta về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Ngày 27 tháng 7 năm 1907 là ngày sinh của giáo sư Nguyễn Xiển, một nhà khoa học, đồng thời cũng là một chính khách Việt Nam. Từ sau ngày toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông làm công tác khoa học giáo dục và trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng ngành đại học Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1987. Sinh ra và lớn lên trong một dòng họ danh nho xứ Nghệ, ông nội và cha đều đỗ cử nhân nho học, tham gia các phong trào Cần Vương và Văn Thân chống Pháp. Anh ruột là một chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Giáo sư Nguyễn Xiển mang trong mình huyết thống yêu nước và khí tiết của kẻ sĩ, giàu sang không thể quyến rũ, nghèo hèn không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Những năm theo học bậc đại học tại Paris, Toulouse, ông chịu ảnh hưởng của tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của cuộc cách mạng Pháp. Ông khâm phục lòng yêu nước nhiệt thành của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, quen biết gần gũi những sinh viên cộng sản trẻ tuổi như Trần Văn Dầu, Phan Tư Nghĩa. Với cuộc đời trải dài gần trọn thế kỷ 20, ông đã chứng kiến những thăng trầm của lịch sử thế giới và Việt Nam. Từ một sĩ phu trở thành một cách mạng, một người cộng sản, ông là một hình ảnh tiêu biểu của giới tri thức nước ta đã phải trăn trở nhận đường trước những khúc ngoặt lối rẽ của lịch sử. Ông mất ngày 9 tháng 11 năm 1997, hưởng thọ 90 tuổi. Ngày 27 tháng 7 năm 1921, Frederick Banting cùng các nhà nghiên cứu khác thuộc Đại học Toronto ở Canada đã chứng minh hormone insulin điều chỉnh lượng đường huyết. Đây là một phát hiện y khoa quan trọng, làm căn bản cho việc điều trị bệnh đái tháo đường, căn bệnh đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới và cả ở Việt Nam. Đái tháo đường là một bệnh mãn tính, trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin hay không thể sử dụng insulin. Insulin là một chất nội tiết tố hormone do tuyến tụy tiết ra, giúp chuyển hóa glucose thành năng lượng. Nếu không có đủ insulin hay insulin không được sử dụng đúng, glucose sẽ tăng lên trong máu và nước tiểu. Điều này sẽ gây nên rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Frederick Banting là nhà vật lý và sinh học người Canada. Từ năm 1921 đến năm 1922, ông làm việc tại trường Đại học Toronto. Banting đã khám phá ra insulin. Năm 1923, ông được trao giải thưởng Nobel về y sinh lý học cùng với nhà sinh lý học Max Lott. Năm 1934, ông được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ. Đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Chương trình ngày này năm xưa cũng xin được khép lại với thông tin vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc ngày mai.